Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Bây giờ là sáng thứ năm, ngày 17 tới tháng 3 năm 2022. Chúc quý vị và các bạn một ngày thứ năm an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại các phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện gây cấn nóng bỏng nó đang xảy ra tại chiến trường Ukraine, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, cuối cùng thì chú Putin cũng đã tuyên bố thất bại và phá sản. Nội dung thứ hai, chưa hết đâu các bạn. Nội dung thứ hai, tòa án công lý quốc tế đã ra lệnh cho chú Buri ngừng ngay lập tức. Tại vì sao? Chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời các bạn theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, liền bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Trước khi mình đi vào cái nội dung thứ nhất, tôi xin chia sẻ một cái thông tin mà cái thông tin này cũng có thể giải đáp cho một số bạn thường hay nói như thế này: Nga về vũ lực đứng đầu thế giới. Thành ra trong thời gian vừa qua, Mỹ không dám ho he hút hít, không dám làm cái gì với ông Buri. Thật sự khi mà các bạn biết cái con số này thì các bạn biết ai sẽ là đứng đầu trên thế giới. Nó như thế này nè các bạn: Mỹ đánh khủng bố tại Afghanistan 20 năm, kéo dài 20 năm, binh sĩ Mỹ tử vong chỉ có 2.350 binh sĩ. Còn Nga quánh Ukraine chỉ có 19 ngày vừa qua thôi mà cái số binh sĩ Nga tử vong là trên 7.000 binh sĩ. Vậy thì các bạn thấy cái thực lực và cái quân đội nước nào là đứng đầu thế giới, tự các bạn trả lời nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới cái chuyện chú Nga, chú Buri chuẩn bị tuyên bố phá sản ngày hôm nay. Trong cái thời gian vừa qua, sau khi chú Buri khởi động cái chiến dịch và sau đó chuyển thành cái cuộc chiến tranh, từ chiến dịch nhảy sang chiến tranh, cho nên ông ta đã thất bại nặng nề, bị rầm rộ, các nước người ta phản đối và người ta ra cái lệnh trừng phạt, cấm vận. Nền kinh tế của Nga bị sụp đổ, cái đồng tiền rúp của Nga bây giờ nó không còn giá trị một cent đô la Mỹ. Rồi đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, rầm rộ các công ty hãng xưởng, các nhà đầu tư ra khỏi nước Nga và không ai làm ăn với nước Nga. Bây giờ cả luôn cái mỏ vàng của chú Buri cũng đang bị Mỹ và châu Âu EU nhắm vào, và một hai ngày nữa khi mà người ta ra lệnh trừng phạt thì cái mỏ vàng đó nó sẽ trở thành một cái đống sắt vụn không có giá trị. Rồi vào ngày hôm qua, theo như bảng xếp hạng tín nhiệm quốc tế của Fitch, nó gọi tắt là FITCH, ok, Nga phải đối mặt với tình trạng vỡ nợ. Vì ngày hôm nay nè, Nga, nhà nước Nga, chính quyền Nga phải trả 117 triệu đô la tiền lãi cho các nhà đầu tư trái phiếu bằng ngoại tệ. Nhưng bây giờ Nga không có ngoại tệ, lấy đâu mà trả? Rồi cho nên dĩ nhiên sẽ dẫn đến là chính quyền Nga, ông Buri sẽ phải phá sản và vỡ nợ. Theo như bảng xếp hạng của FITCH thì hiện tại bây giờ Nga đang xuống 6 bậc từ loại B. Trước khi chiến tranh đó, loại B, bây giờ chuyển xuống loại C và sắp xảy ra tình trạng mất khả năng trả nợ, mất khả năng thanh toán vì các lệnh trừng phạt và hạn chế làm cho nền kinh tế Nga bị sụp đổ. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất, là chú Buri chuẩn bị phá sản. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới cái chuyện tòa án công lý quốc tế mới vừa ra lệnh cho chú Buri lập tức dừng ngay cái cuộc chiến tranh này. Và nếu chú Buri không nghe lời tòa án, không làm theo lời tòa án thì chuyện gì sẽ xảy ra và tại sao tòa án ra lệnh như vậy? Mời các bạn nghe chi tiết nha. Thì cũng như chúng ta đã biết, sau 19 ngày chú Buri đã ra lệnh tấn công, mắt nhắm mắt mở cứ phóng tên lửa, bỏ bom, làm cho hàng ngàn, hàng chục ngàn dân thường vô tội bị tử vong, làm cho mọi người vòng quanh thế giới đang lên án chú Buri là tội phạm của tội ác chiến tranh. Cho nên vào tối hôm qua, tòa án công lý quốc tế của Liên Hiệp Quốc đã ra một cái phán quyết yêu cầu Nga, yêu cầu chú Buri chấm dứt
ngay cho chiến dịch hoặc là cái cuộc chiến tranh tại Ukraine ngay lập tức. Liên bang Nga phải ngay lập tức dừng các hoạt động quân sự của nước này bắt đầu trên lãnh thổ Ukraine ngày hôm nay. Thẩm phán Joel đọc phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế vào tối hôm qua. Thì các bạn biết, bà to này bà ra một cái lý do như thế này: Tòa án quan ngại, lo ngại sâu sắc về hành vi sử dụng vũ lực của Liên bang Nga làm phát sinh các vấn đề nghiêm trọng trong cái luật pháp quốc tế. Tức là hiện tại bây giờ ông Buri ông đang vi phạm nhân quyền, vi phạm coi như là tội phạm, tội ác chiến tranh rồi này nọ kia, tại vì ông tàn phá, ông coi như đổ bộ không được, cho nên ông phải dùng tới chiến đấu cơ, tới tên lửa, tới dội bom. Mà nếu làm như vậy thì dĩ nhiên là sẽ thành những đống cho tàn đổ nát, các bạn biết đó, tức là phá hoại, mình gọi là phá hoại đó, ăn không được phá cho hồi đó đó. Hiện tại bây giờ là chú Buri đang suy nghĩ là như vậy đó các bạn. Và phán quyết của tòa cũng yêu cầu Nga đảm bảo mọi lực lượng do nước này kiểm soát hoặc hậu thử hoặc là những lính đánh thuê cần phải chấm dứt ngay các hoạt động quân sự tại Ukraine ngay lập tức các bạn nhé. Nếu ông Nga mà ông không tuân thủ theo cái luật và cái lệnh của tòa án quốc tế này thì các bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dĩ nhiên ông ta sẽ vi phạm cái luật của Liên Hiệp Quốc. Mà nếu vi phạm cái luật của Liên Hiệp Quốc thì các bạn biết, cho dù ông ta có 4.000 đầu đạn hạt nhân hay là 8.000 đầu đạn hạt nhân, mà cả thế giới mà chổi chĩa cái mũi dùi vô ông ấy thì chắc cũng không ai cứu nổi ông ta đâu các bạn ơi. Phán quyết của ICJ, tức là Tòa án Công lý Quốc tế đó, có giá trị ràng buộc theo cái luật pháp quốc tế. Nga phải tuân thủ ngay lập tức. Cái việc phớt lờ cái phán quyết này sẽ làm cho Nga càng bị cô lập hơn. Đó là những gì mà bà Joel đã tuyên bố vào tối hôm qua. Thì cách đây mấy ngày, trong cái cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đa số các thành viên của Đại Hội đồng đã thông qua một cái nghị quyết là lên án cái chiến dịch quân sự của ông Buri tại Ukraine, đồng thời kêu ông Buri phải rút quân ngay lập tức, là cách đây mấy ngày rồi các bạn nhé, trước khi ông bà tò này bả ra một cái tuyên bố. Và bên cạnh đó thì cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng kêu ông Buri rút lại cái quyết định là công nhận độc lập chủ quyền cho hai cái vùng ly khai Donetsk and Lugansk ở miền đông của Ukraine. Tại vì ông Buri ổng mượn cái lý do, cái cớ ổng công nhận hai cái vùng này để ổng bắt đầu đem quân đi xâm lược Ukraine, các bạn nhớ không? Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ năm, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin nóng nhất mới nhất liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine. Thì tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, liền bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Have a good day.